Đây là cẩm nang lựa chọn màn hình từ A đến Z dành cho bạn, bởi vì ai cũng sẽ cần một chiếc màn hình đẹp. Cẩm nang này sẽ giúp cho bạn lựa chọn đúng một chiếc màn hình mà bạn có thể tự tin xài ít nhất là từ 3 cho đến 5 năm tới. Có nhiều loại màn hình dành cho dân kỹ thuật, cho gaming và cho tất cả mọi người dùng, những người thích màn hình đẹp. Màn hình đồ họa bây giờ nó đã là chuẩn chung, mọi người ai cũng cần vì ai cũng đã bắt đầu làm đồ họa. Chứ không phải đồ họa là một cái gì đó quá là chuyên nghiệp và ghê gớm. Thank you.